một nhóm tới tiếp nữa các bạn. Kim cây à. Rồi. Mình xin kính chào các bạn. Ghi hình chiếc 1025 kéo của mì ở đồng xã An Cơ. Giờ bắt đầu đang vô dần đường với cũ. Ngay sương mù hơi nhiều các bạn. Hình ảnh hơi mờ chút. Bắt đầu anh em mình xuống đoàn lên cũ rồi các bạn. Xe tới nha các bạn. Tại vì đám cưới thì tôi nói đám cưới tôi rồi ra rồi. Ở đám đất này khô mà cứ bỏ tải lên rồi bỏ vỏ.
này tới là phải chim cây không nha các bạn. Khó đi, đất này cực kỳ luôn. Lên trên chắc đỡ hơn. Chim cây liên tục các bạn. Tới thế các bạn. Tới khúc chim cây, khúc tới khúc chim cây, khúc đất này quá nặng đi. Tiếp tục tới các bạn. Có. Đó đâu tiếp tục tới các bạn. Lên nó hơi phản chiếu hình ảnh nó không được rõ lắm các bạn. Đất này tù quá các bạn. Đi bỏ vỏ không? Đào bớt đi, đựng ve ông ơi, kêu nó đựng ve, kêu đựng ve. Đang lót chim cây nặng ra nha các bạn, bẻ cua của nó xuống. Đang lót bánh.
chuẩn bị ra nha các bạn, bẻ cua ra luôn. Đất là mấy bữa trước là nhổn dính dữ lắm các bạn. Đầu lấy hơi. Đây là miếng máy thế nha các bạn. Lúng nữa rồi, đi rộng ngang lắm. Nhóm tới tiếp nữa các bạn, kim cây à. Thôi. Đào lóc cây nữa các bạn, hết cây rồi anh đứng. Tới qua cây rồi anh đi được. Này chiếc virus 2025 nha các bạn. Đất này thì nó cắt như trơn các bạn. Đào tiếp kim cây nữa các bạn, hôm nay mình kim cây nữa. Nè hỏi Hảo ơi, hỏi Hảo nè Lê ơi. Hỏi Hảo, Hảo biết nó rành lắm rồi. Mồi đi hết nổi. Bữa nó mồi đi lết luôn đụng mà hai cái giò rung không.
cúc cũng đi hết nổi. Bữa rung luôn có con đâu. Bữa đó không bỏ đi. Cái đầu bằng nó cho lại một mình nó gồng. Cái đầu nó sập. Đầu bằng đéo lại luôn á. Nghe tao với thằng khẽ lên cái đầu á. Nghe lại về luôn đi. Giờ bắt đầu xe ra nha các bạn. Anh em lên xong rồi. Lấy hơi. Đầu ra. Quá đó các bạn. Cắt sâu mà, cắt sâu bánh bên tay trái. Thôi được rồi. Rồi, hôm nay mình chim cây hết các bạn. Bắt đầu chuẩn bị tiếp nữa. Đất này thì cũng nặng đi lắm các bạn. Lúng hơi sâu bơm mọt là miếng. Rồi được rồi Teo ơi. Được rồi. Đang đào móc bánh nha các bạn. Nó bị sập sâu rồi. Nay mình vào đào móc cái chim cây cho nó giật lên các bạn. Giờ vô chiếc 920 phụ chiếc hỗ trợ phụ chiếc 1025 nha các bạn. Đang về vô. Không không đụng đâu. Đầu máng xích nha các bạn. Cho nó xuống cái bánh kia nhẹ thôi là mới giật được chứ hả? Không nhóm lên cái bánh kia rớt xuống bánh này mới nhảy lên được. Kiểu đồng xe á. Rớt bánh bển xuống mình âm bánh bển rồi. Cái này thì nhẹ hơn xe ăn bạn bữa đó mà lúng nhẹ hơn mà có một cái là xe mì này nó đầy hơn. Ký chắc không bằng nhau quá. Tắng hả? Chắc xe này lơ mơ nhiều hơn. Xe này nặng hơn. Hơi nhiều. Đầu giật. Lên. Lên. Lên không nổi. Không leo lên cây nào luôn hả? Bên lên móc chim lại các bạn. Rồi được rồi Teo ơi. Rồi bên thì bắt đầu chuẩn bị giật các bạn. Anh em đào chim cây hết đây.
lên. Không lên đâu. Tay kích mới lên nổi. Không nhúng nhích gì nổi rồi. Tì kết cái đi. Kính 20 nó giờ gỡ ra quanh lại đặng lấy tì kết nha các bạn. Giờ chỉ có kích tì thôi. Giờ sâu quá rồi, dịch nữa. Tới cành thùng rồi. Giờ chạy vòng rồi đặng bơm tì. Tây nha các bạn. Sâu quá giờ anh em kích. Chim cây vô. Cây vô, cây vô. Đưa cây bự đưa vô. Đi cây bự vô trước đầu tiên đi. Cây bự. Cây bự nằm dưới mà. Cây bự vô. Hết cái nhỏ ra. Thấy không, thấy thế thằng ta làm ta để không? Ta làm không? Thấy nhìn thấy coi vậy rồi giờ đặng vụ sau ta làm nha. Vụ sau bắt trước sắm tay vậy đây là ta làm nãy giờ xe đi rồi. Có tay nhà mà. Thôi rồi tay của chú bằng mày đây rồi mà không đem theo. Xài cái nào hơn cái thôi. Ừ. Rồi phải tính chứ. Cái này chưa hư rồi. Không có phân vững thì xuống đi. Hai thằng xài có cho xài chung hết đó, chỉ có một cái là đụng không cho xài chung thôi. Đó cái đó đụng quá mấy mốt nào đi trước giao lại đi sau. Ừ, đi sau của tôi đụng quá hả mà tôi đưa nó xài được của tôi là lỏng lét luôn, đụng luôn lắm, đụng lắm. Bữa nào rồi tôi rình rình đi xài bữa. Ủa mẹ bự chập bá luôn hả không? Ừ, hồi nãy em đút cái đầu góc này xuống dở rồi. Gãy để đút lên luôn đi. Nhét hai chiều không? Đừng có cho công chiều kia xuống nó rộng lên. Ngoài sao được rồi, ta nãy không cho cái chiều công đằng đó. Giọng giọng ngoài sao vô thêm Út. Đưa cái chiều công này xuống nè. Quay cái đầu công này xuống là nó nằm là hợp lý luôn. Nó lủng rảnh chưa? Lủng chưa. Lủng gì? Mà qua nó quay để nhét cái này. Nhét anh trước trước chứ. Vậy. Rồi mà cái này có nhét trong mà nó có nhét dưới nhét đi. Bữa đó mình ở trên bước chân mình cũng kích cái góc này luôn hả? Ừ. Má cái đèn ngay góc này kích cái một giờ đụng mạng dặn như là số 8. Phải bữa kích thùng á, kích thùng mới dặn. Cứ còn kích này đâu dặn được. Mùa sau nữa chắc phải làm một mới rồi. Cây gì cũng bút hết rồi. Sẹo lát lên rồi ra đó, em chạy rồi đó lấy là tối nhưng mà mày nghĩ con đó lại cho anh nghe. Đưa đầu bự. Con ấp của ông Tý, anh với ông Tý, ông chết rồi, đụng mày dướng trụ điện, vợ gà cái con ấp mày xỏ, con ấp dặn bựng á, chạy lên trước luôn à. Kêu ông Tý. Rồi, sọt, sọt trước hết luôn đi là được rồi, Vô Hảo ơi. Cho nó sọt chi Vô Hảo. Sọt luôn, sọt cho thông ra sao luôn. Thêm lắm không, mấy tâm đó không? Hết rồi hả? Vậy sọt, lắm tâm coi, để sao chịu rồi. Cái đó sao không sọt vô mấy tâm, mà sọt mấy ngoài Hảo, cái lắm bự này nè. Rồi, mấy cái nhỏ này nhiều cây vô đâu, tao cứng à. Biết sao không? Mày kéo cái cây cây trong á, mày kéo cho vô cái giò này á. Cái đầu cứng ghê á. Cái đầu đó, ờ cây mày vịn tay á, ừ. Đó, vậy đó. Rồi. Đó, vậy đó mới được. Nhiều cây sụt vô hết đi. Dạ. Ôi, đừng bẻ. Lấy gì, tao lấy mấy cây về giống củi hả? Cái gì? Bán cái ấy à? Cái kiểu này. Mấy cái khúc nhà á, tao luôn, dễ dữ rồi. Cái cao rồi đó. Bán kim cây nha các bạn. Dạ nè, nè. Dạ. Dạ tao rụng. Má. Là sao bị hoài hả? Mấy cái đó cả. Bởi vì. Mấy cái đó đó. Này sắm mấy cưa, cưa cây tới nào có cưa hết. Cưa kìa. Rụng má này không có sát bên, không có cao.
cây là lấy cây mì á. Dạ đủ đủ đấy mà. Trời ơi, không có cây cây mì làm được hết á. 20 bó là hết. Mười mấy 20 bó là hết. Có đâu, coi vậy chế độ được hết. Rồi thử chạy lên luôn khỏi giật. Chạy mấy ngoài vậy hả? Còn cây này. Giữa cái bánh á, đưa vô giữa cái bánh á. Càng sâu ổ cửa lụng. Học vô nó lấy răng được. Đó có hai cây thằng cánh lên. Mấy cái dừa thì già đó. Ừ, đó đi. Rồi, hạ mấy con để đi, hạ từ từ. Chậm nó lên sao? Kéo cầm nhẹ nhẹ thôi. Nằm vậy đó luôn rồi. Nằm ơn, bị má nó... Má, cắn luôn hả? Còn cắn lắm. Cắn lắm, phải có cây nữa kìa. Giờ cọt vô được sâu luôn nữa. Bây giờ giờ dây đi, kích lên một cái nữa. Giờ dây á. Nhét vô luôn. Hạ hết luôn rồi. Hạ hết đi. Hạ hết luôn. Cái nào nhát cái nữa rồi chứ không cần cây nữa, tự nhiên nhát lên cây rồi. Yêu cầu cây âm sâu vô nữa. Âm sâu tới cái bánh dưới. Giờ hết xuống rồi đó. Giờ hết xuống, giờ lấy hai cây âm sâu ra luôn được không? Ờ, hai cây kia hả? Hai cây nó gắn cái nữa được. Đã kích cái nữa rồi sao lấy. Kích lên lại lần nữa các bạn. Rồi vô. Đó, giờ nhát cái sao? Nhát rút hai cây sao nhá. Kéo ra. Đậu nó kéo bắp đậu má nó phun lên. Mấy ông Ấn Độ này đậu má đem xe ra một đùa đem xe giật đấu bằng chơi. Bằng FT tháo đây ra nha các bạn. Tây đã bắt đầu không chạy lên tiếp. Bỏ đăng luôn. Mưa này nãy hỗ trợ kích ti phụng giờ chạy vòng rồi hỗ trợ dẫn đi nha các bạn. Giờ vòng lại trước đầu máng xích vô hỗ trợ. Đầu dê vô máng xích nha các bạn. Giờ đang máng xích nha các bạn. Sai có thế á. Sát quá nó gài cái đầu khó. Vừa vừa thôi dài quá cũng lên các bạn. Thảo xích ra giật lại các bạn. Giờ nó lên không có lên được luôn. Nãy nói dài rồi mới có thế. Đó. Ngay đó đó. Bỏ cây ra luôn. Bỏ cây con xuống ra. Đọt được ngay đó được rồi các bạn ơi. Vô sát nó không có thế.
lên cây cao su đó à, dịch cái nắp lên cây cao su đó à. Nó sẵn có bị cán bên cây nó trơn nha các bạn, nó đi không được. Lên rồi mà tại cái xe của ông Bằng nó không có đi được. Cái xe đầu á nó đâu có đưa. Đó, vậy chứ cũng lên à. Có nãy kêu cọc dây dài ra ngoài này mới có thế nè, nó ngay đó nó trơn lắm, cũng đồng lên lại các bạn. Đào cái bánh bên kia âm xuống. Cất lại nữa các bạn ơi, xuống luôn rồi, ngập bánh luôn. 1.005 xuống ngập bánh luôn. Giờ đang moi cây lên cái âm bánh kết lại nha các bạn. Tội ngày đó cứng quá đó, bởi nó mới nhận bánh bên đây. Ôi mấy cái nhỏ bỏ rồi lẹ ơi. Bỏ đi. Làm đóng chỗ cái sao kê đang kê chân đi đó. Chừng nhịp chừng cái nữa lật luôn chú. Lật đâu? Lật nãy mấy cái nhóm nó luôn rồi. Mình tích tiếp nữa các bạn. Hạ xuống cái nữa, hạ xuống đi bạn ơi. Vợ tôi vô nữa. Kích lên rồi, giờ đang đào nha các bạn. Đào bằng lót chim. Ừ, nhận xuống nữa. Nhận xuống nó dễ để tì đúng rồi. Khoan, từ từ. Để ra ngoài khỏi xe hết đi. Lì né ra xa luôn lì. Sợ cây rồi nó nhảy lên gọn gàng đi hả?
nó mềm dữ, cái nhộng đâu cây hết. Rồi sửa lại làm đỡ. Đợi lên nhát lần. Đợi lên đi. Hạ xuống rồi. Hôm nay mình lót cây hết nha các bạn. Giờ lên cái sọt cây, sửa cây sơ lại các bạn. Lên lên nữa, lên miếng nữa đi. Lên lên. Cái nhỏ tâm á, cái rõ tâm á. Cái cây tươi này. Rồi rút cái cây với giò nó, rút vô luôn. Rút cái đó ra đi, rồi bỏ cái cây cong này mới ngon hơn á. Cây cong để im đi. Cây cong để im đi, đặng cho nó đựng sạc bánh. Đúng rồi. Cho nó nút. Còn lấy cây cục này bự nhát nha. Để im đi. Cái cây cục đó đó. Ừ. Còn cái này nãy để luôn, cái này trồng vô luôn cái nữa cũng được cái đâu. Không á, nhát không được. Cái đó xong cắt trên mới vô được. Rồi, rồi nhét cái này vô nè. Cái này vô, đút hết mát vô luôn. Đẩy đâu? Đẩy vô ống. Mỗi đẩy đâu, đẩy vô ống chứ đẩy đâu. Họ đẩy xong. Qua luôn. Rồi, được rồi, im rồi đó. Rồi. Vậy là đang chắc. Hạ coi. Rồi hạ đi. Từ từ thôi. Tại sao mà đủ máy là mình ru. Máy cây cong thì cười quá. Thốn cây cong rồi thấy không? Lấy ra tháo cái cây cong ra đi. Bẻ nó lại cái nữa coi. Dùng cây cong được rồi. Dùng cây cong nó chạy không. Cái nhỏ dục đi, cái nhỏ dục sát trong đi. Ừ, nằm xuống. Đó, vậy nó mới vậy đó. Lấy ra luôn hả? Có, để dở nó lên. Dở nó lên, bèn nó lên. Nè, đó nè, đó. Ê, đó, đây, bèn lên. Đó. Thay rồi, bê cong á. Không cho bê cong lên, không lên, bèn lên đó. Đó, nằm vậy đó nó yên được. Nằm vậy nó cũng dặn lại không ơi. Này nhét cây này vô. Rút cái cây này. Rút cái cục này vô nè. Cái cục này. Rút vô trong. Là nó chịu lại à, không cho nó bén được, bén cái đầu nó đéo ăn đâu. Được rồi. Phải vậy nó mới yên vậy mới được. Chứ mà nó cắn nó cái đầu để sao vô. Dở lên, dở lên cho nó lại tới sao đây. Đây. Đâu đừng để vậy, cho nó nằm vô chỗ mà cũ á. Ừ, đây. Đây nè. Rồi. Rồi để nhét cái cây này vô đây nè chú ơi. Cây nó khỏi nhét nói vô thôi Út ơi. Không nhét ngay chừng nó cái mình đẩy ra rồi được. Ừ, chỗ nào im được rồi. Sâu vô, sâu sâu. Rồi, hai. Rồi. Rồi. Đó. Bác xe chạy lên ông phải xây cái nó vô. Rồi. Ừ, chứ cho nó. Nó không ngóc cái đầu lên, nó không có kê là nó chắc cú lên rồi. Rồi. Nằm kiểu như cây bánh. Rồi. Cong ảnh ngược. 100% được. Rồi đó, cho cứu rồi. Rồi. Rồi xong rồi, FP xuống làm lại cái nữa không hả? Dịp lại nữa. Giờ Venti kích lót hết lại rồi các nha các bạn. Rồi chiếc 920 này lại tiếp tục lần đầu hỗ trợ phục. Tới hoài lên nền nhà rồi mà còn bị sụp nữa. Sụp cũng ngay muôn đất. Giờ lên em kích kim đều hết rồi. Kích ti. Đó.
tiếp tục về rồi. Rồi kích lên hết rồi. Lót không còn cây luôn mà. Đâu chứ. Đầu móc xích vô chuẩn bị nha các bạn. Căng sức, ô không đi nổi quá. Sập luôn rồi. Đào tiếp nữa các bạn. Tháp bật không lên. Tới lên là đất còn chưa đi được. Mấy mét là lúng 3 tiếng rồi các bạn. Cách có 4 mét rồi, lúng 3 tiếng. Tàu lót cây hết không à? Hạ mò xuống bắt đầu tiếp tục. Đúng.
không lên nổi các bạn. Đang kích ti tiếp các bạn. Sửa cây lại thúc xích lại cái nữa. Rút nhưng phải hai người chứ mình rút nó. Rút cho thử. Nó đầy dưới ốc chưa. Sao đụng vô lóc đất ghim giữa đầu vô lóc đất đâu được. Sao bây giờ sao? Nó lên được không? Có bơm lên nữa được không? Hết rồi, hết rồi. Hết rồi sao đẩy? Sao giờ lên tiếp tục các bạn. Rồi ok rồi. Mày kéo trong tiếng ngoài mà không chấp điện đó hả? Thôi được rồi, đủ má kéo cho mấy tôi về được rồi mấy em ơi. Ông nói ông đi nói ông tắm đi cho tôi. Tắm rồi cho mấy tôi về em ơi. Giờ ép tay xuống các bạn. Ép tay xuống chuẩn bị giật tiếp nữa. Trong cái xe thôi mập. Mình gói cái lúc trong xe là đưa vai vô để đi. Nguyên nó đi. Nào ra là dọn dẹp chứ thì giờ dọn dẹp chứ nữa. Kích xong rồi chiếc 920 này giờ dầm lại nữa nha các bạn. Giờ anh em kích xong hết rồi lên đòn lại nữa rồi. Có cỡ chừng 4-5 mét mà kích ti 4 lần rồi các bạn. Sụp không mà bắn sụp ghê quá. Móc chấp vô tiếp các bạn. Đầu tiếp các bạn. Đầu lớn. Cặp nữa các bạn. Ra lên đường rồi còn sụp. Đang kích tiếp nha các bạn. Tiếp tục kích rồi. Tiếp tục đào nữa các bạn. Quay thì nói thiệt, ghi đủ mẹ lúng từ hồ 8, 9 giờ sáng tới giờ nè, đủ máy cho người ta thương, người ta biết, chứ nó quay cái gì mà đủ. Đâu có đè cây kia đâu, nó nhỏng quá. Cái mấy bữa nay đi quay lại, đào riết. Đào riết bể mặt à. À đi, hạ, đề ti hạ ấy, thâu rồi tối cái nữa đi. Rồi tối cái đại. Đang hạ tới xuống quá à. Lắm bọt rồi, hết xuống này, vậy lên xuống hết mẹ. Má mọt bụng rồi. Mọt bụng quá nó nổ hết rồi. Kích thước bên đây mọt bung từ từ luôn. Đủ hàng hàng màu nó kháng pháo rồi các bạn ơi. Nổ bóp.
tiếp tục chim các bạn. Tùy cách lên chim. Bỏ đường ăn cái gì. Cây đó đâu con lẩu đây mà lên lấy. Cây đó để dành cái đàn bà nó ăn á. Không ăn không được đâu. Kéo tôi sát mấy sát trong luôn đi được sát rồi. Để cho đường giữa này nhé. Cái cây này. Cái ba bốn cây được rồi, lóc nấu nấu vô cho nó lên ngay ngay. Ở dưới đây cứ lên rồi. Đứng nào ngắt không? Đây rồi đây. Đá không đá. Cái má ngắt riết giờ đúng một giờ mới xong tướng cọp. Ông Hùng nói thôi cho con ông cho con đi đi ông đi tới đây còn gì nữa? Ông cho đi rồi. Đi tới đây. Cái này về. Thôi giờ cho con về tới lò đi. Về tới lò đi. Nè cho về đây. Tôi dẫn mấy mày đi từ ở ngoài nắng vô tới trong mát. Cây này nằm ở trong luôn. Dẫn đưa tới sân. Đó, ngay trẻ luôn á. Ở trong kia. Đó, ngay trẻ luôn. Lót trên nữa không? Đó, khỏi đi. Một cái nữa thôi, bây giờ đây nha. Trên này khỏi hả? Xuống nữa không? Hạ hết đi coi cưng. Rồi hết xuống rồi, chim cây hết xuống rồi. Rồi, ép đi. Ép tôi xuống nha các bạn. Đi xuống sông rồi các bạn, chạy vòng ra ngoài đường kéo tiếp tục các bạn, tới đường còn lúng nay lúng 6 lần luôn, tích ti 5 lần. Bắt đầu chiếc 920 đang ở ngoài đường các bạn, bắt đầu ve đít vô. Giờ là đem ti lên tiếp nữa các bạn. Này là tới đường rồi. Đầu đang móc xích nha các bạn. Đầu lên các bạn. Thế này mình phải quay quay số đất quay tới các bạn. Nó bị phớt con đường che cái hàng rào. Rồi, bên đường ăn còn các bạn, mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc bạn ngày xem video vui vẻ.